Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng giá thấy. Và do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Pháp Tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cơ và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, thưa quý vị, à, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái phần ở trong ba sự tầm cầu. Cái mô hình tổng quát là chúng ta có ba sự tầm cầu, tức là tầm cầu về ngũ dục, thứ hai là tầm cầu về sinh hữu, thứ ba là tầm cầu về đời sống phàm hạnh. À, trong phần tầm cầu về các ngũ dục, chúng ta đã tìm hiểu về tầm cầu về sắc, thinh, hương, vị. Giờ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới tầm cầu về xúc. Ở đây nói tới xúc thì chúng ta sẽ có hai loại. Một loại nó thuộc về cái lĩnh vực tinh thần, và một loại nó thuộc về lĩnh vực của vật chất. Giữa lĩnh vực tinh thần và giữa cái vật chất này nó có một sự liên hệ với nhau. Và từ cái sự liên hệ này nó sẽ nảy sinh ra những cái thiện hay bất thiện ở trong đó. Nói về cái sự liên hệ hay là sự tiếp chạm về mặt tinh thần là chúng ta có một cái tâm sở gọi là tâm sở xúc, và chữ Pali gọi là passa. Chúng ta nên lưu ý rằng những cái từ Pali khi mà chỉ về cái vật chất hay là chỉ tinh thần đều có một cái ngữ nghĩa riêng biệt. Còn nếu mà nói về cái sự đối với vật chất cũng là xúc, nhưng mà nó lại là phất tắp bát. Khi chúng ta gặp chữ phất tắp bát thì chúng ta sẽ biết ngay nó là chỉ cho cảnh xúc. Còn như là phất xá thì chúng ta biết là nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Trong cái lĩnh vực tinh thần này thì chúng ta chưa bàn tới, chúng ta giờ hãy bàn tới về cái lĩnh vực của cái sắc mà thôi. Và cái cảnh xúc này tức là một sự tiếp chạm giữa thân và với những cái vật thể bên ngoài. Thì những vật thể bên ngoài này nó gồm có ba cái loại là đất, lửa và gió. Thì khi mà biết chạm vậy nó nảy sinh ra một cái hệ quả mới, tức là khi mà tiếp chạm với những cái vật thể bên ngoài thì nó sẽ phát sinh ra hoặc là thân lạc hoặc là cái thân khổ. Khi ta đụng chạm một cái vật gì ái hài lòng đó thì cảm thấy nó thân nó khỏe khoắn ra. Như một người đang đi đường biết chạm với ánh sáng mặt trời thì người đó có thể cảm giác rằng là nóng nảy, tức là thân bị nóng, đổ mồ hôi, vân vân. Thì cái này được gọi là khổ thân. Nhưng mà cái người này đi tìm được một bóng mát, một cội cây, và người đó ngồi ở dưới cái bóng mát của cội cây đó, rồi cái luồng gió nó thổi tới, người đó cảm thấy thân thể nó mát rượi, những mệt nhọc cũng tiêu tan, người đó cảm thấy khoan khoái hài lòng. Mà cho nên người đó có phát sinh cái lạc thân. Lạc thân nó thân thể mà thích thú, nó dễ chịu, rồi nó không có bị cái nhiệt não chi phối. Thì trạng thái đó thuộc ngữ gọi là cái lạc thân. Và xin thưa rằng cái lạc thân nó cũng rất là điều rất quan trọng.
trong một cái sự tìm đạo của chúng ta. Nếu mà trước mắt thì chúng ta sẽ nói về cái lĩnh vực bất thiện nó trước. Một sự tiếp xúc mà nếu như không có một cái sự ghi nhớ hoặc là ghi nhận thì nó dễ nảy sinh ra những cái hệ quả mà thuật ngữ gọi là cái bất thiện pháp. Cho dù rằng tiếp xúc ở những vật thể bên ngoài, nhưng mà nếu mà cái tâm á, mà nó chạy theo cái chiều mà đụng chạm khoái lạc của nó thì nó cũng sẽ dẫn tới một sự tham muốn. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta thường nghe những vị giảng sư mà thuộc về câu chuyện của nàng ngũ xứ nữ, tức là Banchababa. Tương truyền là ở trong quá khứ, tiền thân của nàng ngũ xứ nữ đã cúng dường một bát đất bằng một cái bát mà đất sét đến cho vị Phật độc giác. Nhưng mà khi mà cúng dường, tâm của nàng có vẻ bực mình khó chịu, và nàng buông ra cái lời nói lẫy. Chúng tôi cho đó là lời nói lẫy. Tu hành đất cũng phải đi xin, miệng thì nói như vậy nhưng mà tay vẫn cứ bê một cái đất sét đến đặt vào bát cho Phật độc giác. Do làm việc phước mà với tâm sân hận như vậy, tâm khó chịu như vậy, tâm không hài lòng như vậy, mà cũng vừa nó đến được hoạt động giác thì phước báo rất là lớn. Cho nên nàng sinh lên thiên giới là một nàng thiên nữ xấu, rồi khi tái sanh xuống làm người lại là một cái người rất xấu, gương mặt xấu, hai cái tay xấu và hai cái chân xấu. Cho nên nàng có tên gọi là Banchababa. Banchá là số 5, Baba là xấu, lạ. Cho nên dịch là ngũ xứ nữ. Nhưng mà đặc biệt á, là nàng có bàn tay rất là kỳ diệu. Ai mà đụng phải, như những người nam nào đụng phải cái bàn tay của nàng thì nó phát sinh một cái xúc lạc, nó rần cả người lên. Chịu đựng có thể không nổi và nhớ mãi những cái sự xúc chạm đó. Rồi nhờ cái phước duyên này, nàng trở thành là lưỡng quốc hoàng hậu, là hoàng hậu của hai nước. Cái câu chuyện đó thì nó cũng rất dài, cho nên chúng ta chỉ tóm tắt như vậy. Một điều để cho chúng ta học tập đó là đừng bao giờ làm việc phước với cái tâm khó chịu. Nếu như ta tan tâm mà khó chịu thì chúng ta hãy đình chỉ lại. Thà rằng để cho tâm nó yên tĩnh, chậm một chút, quả nó sẽ tới chậm, nhưng mà nó tốt. Còn hơn là quả nó tới nhanh mà nó không có được sự tốt đẹp, nó xấu. Như này muốn nói góc độ đó là khi tiếp xúc đó, mà nó phát sanh cái trạng thái an lạc hài lòng mà chính người ta đi tìm cầu những cái trạng thái này. Cho nên nó đôi khi người ta sẽ dẫn tới những cái sự ham muốn mà không biết tới. Chúng ta thí dụ là trong thời đời sống hàng ngày chúng ta thấy là có những cái loại xe mà thuộc về dịch vụ chuyên chở chẳng hạn vậy. Ngày ngày có những cái xe đời mới nó ra. Còn thật sự thì cái mục tiêu của mình đi, hay là mục đích của mình sử dụng những cái loại xe đó đó, là để mình vượt đường xa đi tới cái nơi là mình cần thiết. Nhưng mà chiều theo cái sự bị để cho cái xu hướng của cái người ngồi nó được im ái an lạc thì cái hãng xe nó tăng trang là những cái tiện nghi ở trong xe đó, và những hành khách mà ngồi trong đó mà cảm thấy an lạc á thì là thích thú cái loại xe này.
Là chính vì đó cho chúng ta thấy rằng cái sự tiếp xúc đó nó dẫn tới cái tham, tức là cái sự đụng chạm xúc lạc đó, dẫn tới cái tham. Mà chúng ta quên đi cái mục đích của chúng ta. Còn quan giả là chúng ta thấy rằng một cái người nào mà va chạm cái gì đó mà nó phát sinh một cái cảm giác kỳ diệu, kỳ lạ, người ta sẽ nhớ mãi. Và nếu đôi khi chúng ta không có suy ngẫm ra thì chúng ta sẽ cho là đó là một cái duyên nghiệp. Thật sự duyên nghiệp nó chỉ là một cái phần, phần còn lại nó chính là hệ quả của sự tiếp chạm đó. Dĩ nhiên nếu nói theo cái lĩnh vực gõ thắng pháp, tức là Abhidhamma, thì khi thân lạc nó là cái quả của thiện pháp, mà khi thân khổ đó là quả của bất thiện pháp. Tuy nhiên từ cái quả bất thiện pháp này hay là từ cái quả của thiện pháp này, nó sẽ dẫn ra điều tốt hoặc là điều xấu chứ không phải không. Vậy như vậy thì cái khổ thân hay cái lạc thân này nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà chúng ta khoan bàn tới thì chúng ta sẽ đi tới ở một góc độ khác, đó là sự tiếp xúc trực tiếp giữa thân và những cái thể chất ở bên ngoài hay là những cái vật chất ở bên ngoài. Có người mãi dùng cái loại ghế ngồi mà người đó kia cảm thấy là khi ngồi lên nó cảm thấy nó được êm ái hoặc nằm một cái loại giường nào đó mà nó cảm thấy êm ái thích thú. Cho nên chúng ta nhớ rằng trong cái bát quan giới có cái giới gọi là không nằm giường cao và xinh đẹp. Rồi. Bây giờ nằm giường cao và xinh đẹp đó nó dễ dẫn tới cái sự ham thích về cái sự thân an lạc này. Nên Đức Phật ngài chế định ra Phật giới này cũng do tiếp xúc. Mà tiếp xúc đó, đôi khi chúng ta phải nhớ rằng đôi khi nó do cái duyên quá khứ nó cũng đã tạo ra những cái điều bất ổn. Như một câu chuyện cũng nổi tiếng ở Thái là có vị tỳ khưu xin với vị trưởng lão thầy mình là đi tới kinh thành đó để mà học tập về Phật pháp với vị đại trưởng lão. Mà vị trưởng lão này là người có tâm minh nên thấy được cái tiền duyên của cái vị tỳ khưu đệ tử mình, nên ngài mới dặn là này con tới kinh thành con học tập thì tốt, nhưng mà có một cái con đường con đừng nên bao giờ đi khất thực ở tại con đường đó. Rồi vị trưởng lão đó chỉ nói đấy nhiêu thôi. Thì vị tỳ khưu này rất tuân thủ theo lời dạy của thầy mình. Khi đi tới học tập kinh điển, luật điển và thắng pháp điển nơi vị trưởng lão, ngài phải hạnh đầu đà đi bát cái thực. Nhưng mà mỗi khi đi tới cái con đường đó thì ngài lại rẽ sang một con đường khác. Bởi nhớ thầy mình dặn, ngài cảm nghĩ rằng chắc là thầy mình á là hiểu biết được con đường này có những nhiều tai họa đến cho mình. Nếu chẳng may đi theo con đường này về có khả năng mình sẽ bị mất đi cái đời sống phàm hạnh, nên giữ gìn cái đời sống phàm hạnh cho nên ngài không đi qua con đường đó. Ba năm trôi qua, vào cái ngày cuối cùng, ngài ngẫm nghĩ là hôm nay là ngày cuối cùng, chiều nay ta sẽ lên đường để là trở về trú xứ của thầy ta. Nhưng mà cả 3 năm qua ta chưa hề đi bác một con đường này. Bây giờ động tính hiếu kỳ và ta suy nghĩ rằng một ngày chắc không đến nỗi đâu, ta có thể dè chừng một cách tốt đẹp thì không có gì tai hại xảy ra. Cho nên ngày ôm bác này đi theo con đường đó.
Dạ bây giờ trên con đường đó có một cái dinh thự của một cái cô tiểu thơ rất là xinh đẹp. Và một cô tiểu thơ này rất là người sùng đạo, cái niềm tin tốt đẹp nơi tâm đạo. Thì khi ấy thấy ngài vị tỳ khô đi bát đang đứng trước cửa nhà mình, thì nàng tiểu thơ này đã chuẩn bị những vật thực và đã tới cúng dường. Khi vị tỳ khô nghĩa là thu thúc con mắt lại không nhìn thấy. Và nàng tiểu thư này nhìn thấy cái tướng mạo trang nghiêm ở trong giới luật của vị sa môn này, tự nhiên phát sinh một sự cảm kích và cúng dường bát Phật thực. Khi mà vị này vừa dở bát ra đặt vào, nhưng mà chẳng may bàn tay của nàng lại chạm trúng bàn tay của vị tỳ khưu, và cả hai cùng phát sinh một cái cảm giác rất là lạ. Rồi một mảnh khăn hồng của nàng thường cầm tay đó đã rớt vào trong cái bát của vị sa môn. Tuy nhiên chưa có vấn đề gì xảy ra cả. Và vị tỳ khưu á cảm khi mà bị va chạm á cũng trực nhớ lại là đúng rồi, quả thật nguy hiểm, thầy mình dạy nên ở đây nó có nhiều tai hại mình, mà thật sự nếu mình đi nhiều lần e rằng cũng rất có nhiều nguy hại. Và vì đó trở về Liêu Cốc mình không đi bát nữa. Nhưng mà khi mình dở món vật thực ra, dĩ nhiên vật thực của những nàng tiểu thơ thì nó rất là tốt đẹp rồi, vì nó không cần bàn. Nhưng mà nhìn thấy cái mảnh khăn hồng còn lại, dĩ nhiên vị sa môn biết ngay đây là chiếc khăn hồng của cái cô tính thí mới vừa cũng vừa mình. Và nhớ lại những cảm giác đó, đụng chạm như vậy, và vì đó cố gắng tĩnh tâm giữ lại cái chiếc khăn hồng để làm kỷ niệm, rồi lập tức thu xếp những cái tư cụ sa môn để trở về nghi trú xứ của mình. Sau khi trở về một cách an lành, ngài nỗ lực tu tập, và một cái thời gian sau khi mà có việc trở lại kinh thành xa xưa do một cái vài việc cần thiết nào đó, khi đi tới cái con đường mà trước đây mình không đi đó, vậy thì cô chợt nhớ lại cái cô tuổi thơ, và ngài sa môn này hỏi thăm về tung tích của cái cô tuổi thơ đó. Thì những người chung quanh nó cho biết rằng á, là một có một lần nọ cái nàng tiểu thư lâm trọng bệnh và ở trong cái cơn mê sảng cứ lẩm bẩm những tiếng là thưa ngài con xin kính dâng ngài, thưa ngài con xin kính dâng ngài, mà cả nhà không biết vì sao. Và cuối cùng thì cô đó đã mệnh chung. Đó là sự xúc chạm như vậy, nó làm nảy sinh một cái ái luyến ở trong quá khứ giữa hai người. Nguyên nhân mà sinh ái luyến á, nó có hai: một là nhân thân cận trong hiện tại, hai là do nhân ái luyến trong quá khứ. Đó, tức là trường hợp này nó là nhân ái luyến ở trong quá khứ, tức là trong quá khứ trong tiền kiếp hai người này cũng đã từng thành lập gia thất với nhau. Cho nên cái nào tiểu thư này đã nhớ lại cảm giác đụng chạm với vị sa môn đó và trở thành là bệnh tương tư, và cuối cùng thì không thể tỏ bài tâm sự được với ai, cho nên nàng đã mệnh chung. Nghe câu chuyện đó thì vị sa môn tự nhiên phải xúc động và trở về cái Liêu Cốc mình, chiếc khăn hồng năm xưa còn vẫn là vị sa môn đó vẫn còn giữ gìn lại.
Và nhìn lại cái chiếc khăn hồng đó thì cảm thấy bùi ngùi. Đây là một câu chuyện cũng khá nổi tiếng và rất là đẹp ở tại Tích Lan. Cho nên sự lượng chạm đó, nếu mà chúng ta không có lưu ý thì nó cũng dễ phát sinh những cái hệ quả không tốt đẹp. Nhưng mà ở đây trong sự mà chúng ta trình bày vậy là tiếp xúc với những cái vật thể bên ngoài, nó có thể mang tới cái lạc thân hay khổ thân, thì nó chưa hẳn đã hoàn toàn là một điều xấu. Mà cái lạc thân hay khổ thân này cho chúng ta thấy rằng á, nó có thời tiết hoặc là nơi trú xứ. Ở một cái trú xứ nào mà nó tốt đẹp thì sự tiếp xúc về thân nó cảm thấy nó được khoan khoái, đó là hợp ý, nó hài lòng, thì nó cũng là một trong những cái cơ hội để cho cái đạo quả mình nó phát sinh lên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lạc thân nếu khéo léo thì nó dẫn tới cái lạc tâm, mà lạc tâm nếu khéo léo thì nó dẫn tới lạc thân. Tức là cái thân mà an lạc thì nó dẫn tới những cái tâm thiện có thể phát sinh lên. Như trường hợp là chúng ta cảm thấy mà thân được mà hân hoan, được khỏe mạnh, được tốt đẹp đó, chúng ta làm nhiều việc thiện. Mặc dù ở trong mức độ nào đó chúng ta nói rằng là Đức Phật ngày dạy là thân có khổ nhưng tâm đừng khổ, nó thật sự là nó chúng hôm đó là một cái sự nỗ lực rất lớn. Chứ thường thường ta thân mà chúng ta khổ, chúng ta không thể làm những cái việc phước nhiều, nhất là tập thiền tịnh. Mà trái lại nếu mà thân chúng ta an lạc do tiếp xúc với cái thời tiết, do tiếp xúc với trú xứ, thì do tiếp xúc với những cái vật thể bên ngoài, những cái khác mà do tiếp xúc được với cái vật thực tốt, nó phù hợp với cơ thể, khiến cho thân chúng ta được an lạc. Mà thân an lạc này nó có thể dẫn tới những cái tâm thiện chúng ta có sanh khởi, sanh khởi lên, chứ không phải là không. Những tâm niệm mà chúng ta có thể sanh khởi lên á, ví dụ nhờ cái thân được an lạc này chúng ta có thể bố thí, nhờ cái thân khỏe mạnh an lạc này chúng ta có thể làm những việc như phục vụ, nhờ cái thân này nó được khỏe mạnh tốt đẹp nên chúng ta giữ gìn giới hạnh cách được trọn vẹn thành Phật. Như vậy sự tiếp xúc này nó nảy sinh ra một cái lạc thân, mà từ lạc thân này nó sẽ dẫn dắt tâm của chúng ta đi tới những cái điều tốt đẹp hơn. Mà cũng chính là lạc thân này nó sẽ dẫn dắt tâm chúng ta đi tới những sự tham ái dính mắc, đi tìm cầu những cái bất thiện pháp này để có những cái sự xúc chạm im lặng im ái, người ta có thể tạo những cái tội là tội ác khác. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng cái sự tiếp xúc này nó chỉ thuộc về cái vật chất bên ngoài, tức là thuộc về cái lĩnh vực bên ngoài, thì nó ngoài là thời tiết, nó ngoài là cái trú xứ. Để ở trong bộ vị trí đó là Bát Thanh Á, các ngài hay là Đức Phật ngài dạy rằng đó chính là cái thường cận duyên của chúng ta, hay là thường cận y duyên của chúng ta. Nếu chúng ta gặp một thời tiết mà nó tốt đẹp như vậy, chúng ta phải lưu ý, mà bao giờ mà được là thân thể mình được tốt đẹp đó, do cái thời tiết đó, thì chúng ta có thể dễ dàng triển khai được cái thiện nghiệp của mình nếu có, hoặc là những cái mạnh lực thiền quán. Và chúng ta nói với quý vị này là lạc thân nó thể dẫn tới cái lạc tâm, mà lạc tâm thì nó có thể dẫn tới cái lạc thân. Giữa danh và sắc này nó tác động lẫn với nhau. Nếu thân thể chúng ta khỏe mạnh đó, chúng ta có thể ngồi thiền rất là lâu, và cái mạnh lực đó, cái từ cái thân thể nó khỏe mạnh này hay là thân thể được an lạc này, nó thể dẫn dắt đôi khi người đó chứng thiền ở trong cái thời điểm đó không chừng. Trái lại khổ thân thì trước tiên phải làm cho áp chế cái sự khổ đó, nó không khéo thì nó sẽ trở nên rất là khó chịu. Cho
và chúng ta sẽ đánh mất những cái thiện pháp. Bởi vì theo khuynh hướng thì cho chúng ta thấy rằng một người mà cái thân thể mà nó đang khổ đó, nó không thể nào mà nó phát huy được cái thiện nguyện, không thể phát huy được thiện nguyện, mà cái thân lạc nó không thể phát huy được thiện nguyện. Cho nên mẫu chuyện mà của ngài Bố Tí Gắt Tá, đó là vị trưởng lão có cái thân lỡ lối tanh hôi đó, đây là một cái ác nghiệp trong quá khứ. Vì phải ngài là một cái người thợ bẫy chim, khi nào mà bẫy được chim rất là nhiều mà không có thể bán hết được, ngài sợ những con chim nó sổ lồng nó bay đi, cho nên ngài bẻ gãy cánh và chân của nó. Một lần nọ ngài đang nướng những con chim để rồi làm cái món vật thực cho mình, thì bất ngờ gặp vị thánh A La Hán đi bát tới, và ngài đã cúng dường cái món vật thực tốt đẹp đó đến cho vị thánh A La Hán. Rồi vị đó mới suy nghĩ rằng á, ta sẽ dĩ là sinh vào cái nghề cùng khổ này cũng do phước ta kém, không được nhiều. Vậy là hôm nay gặp được ngài và ta đã tạo một việc phước lành rồi, hân hoan với cái việc phước của mình. Và dĩ nhiên lúc đó cái tâm hân hoan nó dẫn tới cái thân hân hoan. Nói cách khác là thà cái tâm hân hoan dẫn tới cái thân nó an lạc. Và vì đó nảy sinh cái trí, mới đảnh lễ ngài, mới đặt ngài do cái phước mà con cúng dường vật thực đến cho ngài, xin cho con đắc được cái an lạc pháp mà ngài đã đắc. Mà cái an lạc pháp này chính là cái lạc thân lạc tâm, cái pháp làm cho cái thân được an lạc và cái pháp làm cho cái tâm được an lạc. Rồi do duyên lành đó cho nên trong vào trong thời giáo pháp của Đức Phật, ngài sanh tông vị Tỳ Khưu có tên là, trước tiên ngài người ta không biết tên của ngài, ngài có rất nhiều đồ đề, Tỳ Khưu có sẽ gì có những cái quả mà bẻ gãy chân và cánh của những con chim đó, và đến hồi nó trổ quả. Cho nên ngài phát sinh ra một cái bệnh, đó là thân bị nổi lên những cái mục. Nếu mà những mục đó nó không lành, bắt đầu nó vỡ toan ra, nó trở thành những mục ghẻ lớn, lâu dần nó ăn lan hết toàn thân của ngài, khiến cho toàn thân của ngài đầy những cái mũ máu tanh hôi. Cho nên gọi tên là Bố Tí Gắt Tá, tức là ngài Tích Xá có cái thân hôi thối. Rồi cái bệnh này nó phát triển nặng, cho nên ngài lại bị liệt tay liệt chân luôn, nằm một chỗ không thể đi đứng được nữa, do các quả bẻ gãy chân và cánh của những con chim. Một số đệ tử thì lúc đầu còn phục vụ thầy, nhưng vì vậy sao chán quá, ngày nào cũng phải rửa ráy những thân thể mà tanh hôi chịu không nổi, dần già rồi bỏ đi hết tất cả, nay chỉ còn nằm lại một mình ở trong điêu cốc thôi. Ăn thì lại có người mang tới ăn, nhưng mà tắm rửa thì không chịu. Vào sáng hôm đó thì ngài Đức Thế Tôn ngài quan sát rằng Tỳ Khưu Bố Tí Gắt Tá Tích Xá sẽ viên tịch hay sẽ mệnh chung. Mà nếu mà mệnh chung ở trong cái giây phút mà cái tâm nó đang buồn khổ như vậy, thì khả năng Tỳ Khưu Bố Tí Gắt Tá Tích Xá sẽ phải rơi xuống khổ cảnh. Và ngài thấy được duyên lành của Bố Tí Gắt Tá ở trong quá khứ như vậy, cho nên Đức Thế Tôn cùng với Đức Ananda ngự tới cái liêu thất của ngài Bố Tí Gắt Tá Tích Xá. Rồi Đức Thế Tôn bảo Đức Ananda hãy đi nấu lên những nồi nước nóng. Tự thân Đức Thế Tôn ngài tắm rửa cho ngài Bố Tí Gắt Tá Tích Xá.
Đức Ananda thì tẩm vào những cái nước đó ở trong thân mình của ngài Bodhisattva xong thì lột ra những cái chiếc y đó, là tự thân Đức Ananda đi giặt những chiếc y đó. Còn Đức Thế Tôn thì dùng cái nước nóng đó tắm rửa sạch sẽ thân thể của ngài Bodhisattva. Khi mà tắm rửa xong thì những mảnh y mà Đức Ananda phơi cũng vừa tạm khô, tức là không khô hoàn toàn, nó còn ẩm ướt một tí. Và Đức Ananda đã mang những chiếc y đó vô đắp lên người của ngài Bodhisattva Thích Sáng. Bao nhiêu ngày trời sống ở trong cái trạng thái thân nó bực mình, nó khó chịu bởi vì lỡ lối tinh hôi với những mùi hôi hám. Hôm nay tắm được Đức Thế Tôn ngày tắm rửa, tâm nó hân hoan đã lành. Nhưng mà tắm rửa sạch sẽ, lao đi những cái mũ máu, những cái vật nhơ ở trên thân, thì cái thân thể ngài Bodhisattva này cảm thấy là an lạc. Rồi Thế Tôn ngài thuyết lên cái câu kệ ngôn Achirang Vatayankayo Bathavin Avise Sivichutho Abetavin Nyano Nirat Chan Vise. Bản dịch là thân này không tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ, tìm sự lợi ích cũng không có. Nghe xong bao kỳ ngôn, với cái thân an lạc như vậy, với tâm hân hoan như vậy, bởi vì Đức Đạo Sư như vậy mà tới tắm rửa cho mình. Đức ăn ra một vị thị giả cao quý vậy mà đi giặt những chiếc y tẩm đầy máu mủ. Nên hình ảnh nó làm cho vị tỳ khưu này hân hoan. Rồi tâm nó được sạch sẽ tốt đẹp, thân nó an lạc. Vậy nó phát triển tuệ quán và chứng quả A-la-hán ở trong những giây phút cuối cùng. Sau khi mà chứng quả A-la-hán xong thì biết rằng cái mệnh chung, cái của họ mình đã tới đây là mạng Phật. Cho nên ngài mới đảnh lễ Thế Tôn xin viên tịch. Dẫn chứng trong chuyện này cho chúng ta thấy rằng cái lạc thân đó, nó đem tới một sự kết quả tốt đẹp. Cho nên khi mà chúng ta có một sự an lạc về thân đó, chúng ta phải tận dụng nó, đừng lãng phí thời gian. Một khi mà thân cái khổ đó, chúng ta không thể có cái đạo quả được đâu, hay là có thiền định được đâu. Bởi vì trước mắt là chúng ta phải làm sao cho nó cái khổ thọ về thân nó chấm dứt ra, rồi chúng ta mới có thể có khả năng tạo được những cái điều kiện này. Mà cái khí hậu nó là một, cái thời tiết nó là hai, cái trú xứ nó cũng là hai. Cái trú xứ mà chúng ta là tìm á là nó phải có thích hợp, thích hợp về thân mình để cho nó được cái thân nó an lạc. Chứ còn nếu là chút xíu mà chúng ta không thể an lạc được thì cũng không có. Cái thân mình tiếp xúc với cái chút xíu đó mà nó không có an lạc được về thân, không an lạc về tâm, thì nó cũng không có kết quả lớn. Nhưng ở điểm này chúng ta muốn nói rằng khi mà quý vị được có một cái thân thể khỏe mạnh, tức là cái lạc thân đó, thì chúng ta đừng bỏ phí cơ hội, mà chúng ta sẽ phải nỗ lực. Ngay những giây phút mà nó lạc thân, nó sinh khởi lên, có thể nó dẫn tới những cái pháp thượng nhân bất ngờ. Mà muốn được như vậy đó là chúng ta cần phải nỗ lực ngay trong những cái thời điểm mà thân lại còn phải mạnh. Đức Phật ngài dạy rằng á, cái người già đó nó có những cái bất lợi cho người già. Ở thứ nhất là không thể là thành một cái pháp sư đại tài được. Thứ hai, không thể trở thành những cái gì luật sư đại tài được, bởi vì trí nó không có nhạy bén hay là linh mẫn giống như là cái thở còn trẻ. Thứ ba là mang những cái cố tật trong của một kiếp sống đó.
Và thứ tư nữa là rất là tâm rất cứng rắn. Bây giờ tự hào về cái tuổi thọ của mình. Cho nên tất cả những ý kiến đều chỉ cho ý kiến mình là ý kiến là một cái ý kiến độc tôn duy nhất tốt đẹp. Những ý kiến người khác chỉ là nó không ấy, nó không có hay. Từ cái mà cứng rắn tâm này nó sẽ dẫn tới một cái sự ngã mạn. Và điều thứ năm là cái người già khó chứng đạt những pháp thường nhật, bởi vì không có sức khỏe để mà ngồi cho lâu được. Nó cũng đỡ giống như là nước mà muốn nấu cho sôi lên nó phải có thời gian. Nếu nước có sôi lên thì chúng ta có thể pha trà một cách tốt đẹp được, pha cà phê một cách tốt đẹp được, hay là sử dụng vào trong những mục tốt đẹp của nước nóng được. Nhưng mà vì người già thì không thể ngồi lâu được. Nó không tựa giống như là nấu gánh nước lên, nó mới vừa sôi tim lên, nó chưa kịp nóng thì nhắc ấm nước xuống. Thì nước này không sử dụng được trong một tốt đẹp. Như thế nào cũng vậy, với thời gian ngồi thiền tịnh mà không được lâu thì nó sẽ không thể dẫn tới cái thân an lạc hay là tâm an lạc được, mà nó dẫn tới thường thường là tâm khó chịu. Mà dù cho tâm nó không khó chịu chăng nữa thì nó cũng không có cái tác dụng lớn được. Cho nên năm cái điều mà bất ổn của người già, tới đâu ngày già như vậy. Mà thân chúng ta đang khỏe mạnh, đó là thân được an lạc này, cần phải tìm cái tiếp xúc nào đó mà nó dễ dàng cho thân luôn luôn được có sự, phát sinh được sự an lạc và thực hành những thiền định. Dĩ nhiên một cái pháp sinh lên có nhiều cái nhân, mà trong nhân đó nó phải có cái nhân có cái trú xứ, và nó dẫn tới cái thân an lạc, tiếp xúc cái trú xứ đó thân được an lạc. Nên cố gắng tìm cách nào đó ở trong cái thiện pháp bởi những cái sự tiếp xúc này. Không tiếp xúc với những loại vật thực mà nó thô xấu, bởi những loại vật thực thô xấu đó nó dẫn tới thân bất ổn. Không tiếp xúc với những cái vật thể nó thô xấu, bởi những thể thô xấu này nó có thể nó làm cho thân không an lạc. Hãy tìm những cái có sự thân an lạc đã đành, nhưng mà từ đó để phát sinh lên những cái sự nỗ lực hành pháp của chúng ta. Đây là chúng ta nói về cái phát tập bát, tức là cái cảnh xúc ở bên ngoài. Còn nếu nói về lĩnh vực tinh thần thì chúng ta có cái nhãn xúc, tức là con mắt nó tiếp xúc với cảnh trần, nó nảy sinh ra một cái dạng ý thức mới. Mà ý thức này có thể là tham hoặc là có thể là sân. Như trong câu chuyện Pháp Cú 202 chẳng hạn, không có cái lửa nào cho ông đỡ than. Hoặc là do cái lỗ tai này nó tiếp xúc với cái âm thanh bên ngoài, từ đó nó nảy sinh ra một hệ tư tưởng khác, hoặc là tốt hoặc là xấu. Ở đây thuộc về lĩnh vực khác, mà chúng ta chỉ bàn về cái lĩnh vực thân tiếp xúc với những cái vật thể bên ngoài. Và làm cách nào đó cho có được phát sinh an lạc. Ngay những gì phát sinh an lạc thì chúng ta cần phải triển khai tự quán ngay. Và trong đời sống hàng ngày này chúng ta vẫn có thể có. Khi chúng ta di chuyển mà gặp con gió mát thổi qua, hoặc là có một cái gì đó, thì chúng ta không để tâm nó đắm chìm ở trong cái lạc thân này, mà ngay lúc đó chúng ta có khả năng là triển khai cái tuệ quán là cái lạc này nó sẽ bị vô thường. Cái lạc này chẳng qua là chuyện miếng nhung êm ái, nó phủ lấp lại những cái khổ nằm bên trong mà thôi. Và chúng ta ngồi trên những chiếc ghế im ý niệm tốt, tâm chúng ta thích thú, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ để cho tâm nó dính mắc vô tâm đó, mà chúng ta phải quán xét ngay
Và sự tiếp chạm này nó phát sinh ra một sự im ái tốt đẹp, nhưng mà sự im ái tốt đẹp này nó luôn luôn bị mãnh lực vô thường chi phối. Ngồi lâu rồi chúng ta cũng sẽ mỏi chân, mặc dù cái ghế đó nó cũng vẫn là một. Trước đây chúng ta ngồi lại cảm thấy im im ái, nhưng mà ngồi lâu rồi chúng ta cảm thấy nó khó chịu. Như vậy thì cái cảm giác im ái kia nó cũng bị mãnh lực vô thường chi phối. Và trong đời sống hàng ngày này, mỗi khi chúng ta tiếp xúc đụng chạm gì đó thì chúng ta dễ dàng đưa dẫn tâm quay về tứ niệm xứ, tức là cái niệm thọ, hoặc là nó thọ khổ. Khi nó thọ khổ thì chúng ta nhận thức nó, cái thân này nó không hài lòng với những loại thọ này. Ngay cả khi mà chúng ta pha những vật dụng thức nước uống thường tình như là cà phê hay gì đó mà tiếp xúc lên nóng, chúng ta sẽ thấy rằng cái thân này nó khó chịu. Và hãy quan sát cái thân khó chịu này, khi nó tiếp xúc những vật thể nóng, và khi uống những cái tách trà nóng này, chúng ta cần để cho tâm nó thích thú ở trong những cái tách trà đó. Bởi vì tách trà nóng này dẫn tới cái thân nó khổ, nhà quan sát cái khổ nó, để tránh với cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sinh khởi lên. Mà trong đời sống hàng ngày này thì tiếp xúc là một phần lớn của chúng ta có được, nhất là tiếp xúc về thân. Và nương theo đó thì chúng ta sẽ buông bỏ đi những cái cảm thọ cũ, để là không cho những cảm thọ mới nó sinh khởi lên. Mà một khi những cảm thọ mới nó không sinh khởi lên, nó chính là một cái dạng gần như đang ở trong cái tiếp cận với sự diệt. Mà một khi lại có được diệt, hay là tiếp cận với diệt một lúc nào đó mà tiếp nhận được sự diệt, thì chúng ta nhận được niết bàn. Bởi niết bàn là diệt đế. Cho nên cái sự tiếp xúc này, mỗi người đi tầm cầu sự tiếp xúc để an lạc, thỏa mãn cái tham ái. Nhưng người Phật tử chúng ta cũng đi tầm cầu tiếp xúc mà không để thỏa mãn cho tham ái, đi tìm cầu như tiếp xúc nó được an lạnh, được an tịnh tốt đẹp như vậy, nhằm mục đích là phát sinh được cái thân an lạc. Và từ an lạc đó, người đó khéo léo triển khai tự quán để thành tựu được cái mục tiêu, tức là những pháp thượng nhân. Đó là người có trí biết lợi dụng tất cả những gì ở chung quanh chúng ta để thực hành pháp, nhưng không phải chỉ đơn điệu, phải ở trong tu viện, phải ở trong một cái liêu thất, phải ở trong một cái thời điểm là hành thiền của bà, mà chúng ta phải tận dụng trong đời sống hàng ngày vậy. Và thôi về thời gian này cũng vừa phải lẽ của báo sanh lên, xin cũng dừng chư tôn đức tăng. Xin em tới sự an lành cho quý sư cô, xin em tới sự an vui tịnh lạc thuận mai trong đời sống và tấn quá trong một pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong cái ngày quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ di tôn tăng luôn được pháp thể sinh an. Xin gia hộ cho quý bà quý cô sư cô luôn được thân tâm thời an lạc, và gia hộ cho toàn thể chư Phật tử luôn được thuận mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc và được tấn hóa trong Phật pháp để đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất tập chứng đạt thánh đạo, niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sư Thầy Dạ.